Vậy là từ hôm nay, những cái bạn mà đến xem Tarot offline cùng với Thư thì sẽ được nghe cái mùi hương nước hoa này. Hello mọi người, hôm nay sẽ là một cái video mình tập hợp chai nước hoa mà mình sẽ sử dụng mỗi khi mình xem Tarot cho khách của mình. Chai nước hoa này thì mình mua ở Essential. Đây là một cái chai nước hoa mà Thư đã đợi phải nói là tầm 1.5 tháng rồi, đến bây giờ mới về tới store của Essential. Nước hoa này có tên là Penhaligon. Chắc là mọi người sẽ cảm thấy cái tên này nó hơi lạ đúng không? Bản thân Thư thì đây cũng là lần đầu tiên Thư mới nghe cái tên này luôn. Chuyện là cái hôm đó Thư và em của Thư đi vào Crescent Mall chơi, thì Thư tính tặng cho em Thư một cái món gì đó. Thư dẫn vô Essential để mà xem nước hoa thử. Thì lúc mà vô chổng á mọi người, cái thương hiệu nước hoa mà đập vào mắt Thư nhất luôn đó chính là Penhaligon này. Penhaligon này có rất là nhiều dòng, mỗi dòng sẽ có một cái câu chuyện kể rất là hay và hấp dẫn. Mấy bạn muốn nghe kể thì mấy bạn vào thử trong Essential đi, sẽ có những bạn nhân viên người ta kể chuyện cho các bạn nghe. Nghe một cái là kiểu muốn mua hàng liền luôn á. Ngày hôm đó thì Thư có tặng cho em Thư một chai Penhaligon tên là Clara. Còn bản thân Thư thì Thư lại ấn tượng cái dòng mới nhất tên là Penhaligon Potion. Và tên của cái chai này là Fra Fra Frum. Ok, bây giờ Thư sẽ mở hộp em nó luôn nha. Những cái bạn nào mà kiểu như cái style hơi mơ mộng, hơi kiểu vintage old school thì sẽ rất là thích cái dòng này bởi cái bao bì và cũng như là cái mùi hương của nó. Ta-da! Đây là em nó đây mọi người. Thương hiệu Penhaligon này đến từ Vương quốc Anh nha mọi người. Nó đã được thành lập từ rất là lâu rồi. Thông tin chi tiết thì mọi người cứ tìm hiểu ở trên Google nha. Lúc mà Thư đang ở store và Thư thử các mùi á, thử đến cái mùi màu vàng Fra Fra Frum này là Thư cảm giác giống như là mình đang lạc vào một cái vùng thảo nguyên. Để cái nơi đó nó rất là fairy, nó rất là thần tiên. Nó nhẹ nhàng, nó không có gắt, nó không có nặng, làm khó chịu người đối diện ha. Những cái bạn có cái lối sống giống như là cottagecore ở những cái miền đồng quê, hoặc là những cái bạn mà ở trên Đà Lạt, trên núi rồi mà sống với thiên nhiên á, xài cái mùi này rất là hợp. Còn mình thì mình cũng là người rất là thích thiên nhiên, thích sự yên tĩnh và kiểu cỏ cây á, cho nên là mình cảm thấy khi mà mình sử dụng cái mùi này nó sẽ rất là phù hợp để mà có thể mình tiếp những cái người khách xem tarot của mình. Mùi này mang một cái năng lượng gì đó rất là chữa lành luôn. Ví dụ mà các bạn ở nhà, các bạn chơi xô thơm thì chắc các bạn cũng biết đúng không? Thì lúc đó Thư cảm thấy Thư thích cái chai này quá. Thư về Thư lên mạng xem cái thành phần trong đây là nó có những cái hương liệu gì mà nó lại ra được cái mùi rất là chữa lành như vậy. Thì trong đây có mùi xô thơm luôn nha mọi người. Nhìn nó rất là hoàng gia mà nó cũng có cái gì đó giống như là một cái lọ thuốc chữa lành đó mọi người. Thủy tinh là được khắc rất là đẹp. Và bây giờ Thư sẽ mở em nó ra nha. Từ từ đã Thư Thư không biết là mở sao đây. Ok, đây là cái đầu xịt của Fra Fra Frum ha mọi người. Rất là dễ chịu, rất là nhẹ nhàng luôn mọi người. Cái mùi này xịt nhiều nó không có bị gắt. Đầu tiên mà lúc mà xịt xong đó là Thư sẽ nghe một cái mùi nó hoa cỏ. Nó sẽ có cái gì đó nó hơi trái cây nhưng mà nó không có phải là ngọt nha. Xong cái hương đó thì tự nhiên nó sẽ cuốn với một cái hương gì đó rất là béo, kiểu vani. Và nó cứ kiểu quệnh quệnh giữa hai cái sự giống như là trái cây với lại vani nó quệnh vô. Ok, và theo cái thông tin mà Thư tìm ở trên web nha, thì nó sẽ có hương đầu, hương giữa và hương cuối luôn. Khi mà lần đầu tiên xức vào thì các bạn sẽ cảm nhận được cái hương đầu là mùi cam bergamot with quả mơ, cây xô thơm. Tiếp theo là tới hương giữa là hương hoa mộc lan, hoa hồng. Và hương cuối là gia thuộc Amprolis Georgie Wood, là một cái dạng mùi gỗ ha. Bởi vì Thư mới nói là tại sao mà nó có thể rất là thiên nhiên nó như vậy, vừa trái cây, vừa xô thơm mà còn có cái mùi da, mùi gỗ nữa. Cảm giác của mình nó quá đúng gu mình kiểu mình bị cuốn vào trong cái chai này luôn á mọi người. Mà có dịp thì ghé qua thử cái gian của Penhaligon đi thì mọi người sẽ thấy trời ơi, decor đẹp lắm. Như là mọi người biết cái không gian nhà của Thư rồi á, Thư cũng decor theo cái kiểu nó vintage và nó có cái gì đó chữa lành đúng không? Nên là khi mà Thư gặp cái dòng Penhaligon này á, là Thư cảm thấy coi như từ kiểu dáng tới mùi hương nó rất là phù hợp để mà Thư trưng ở trong nhà của Thư luôn. Như Thư nói là ngoài cái mùi này á, sẽ còn thêm 4 mùi nữa. Cái mùi mà theo kiểu đứng hạng nhì trong lòng Thư ở cái dòng Potion này nha, cái mùi màu cam á, hình như là hãng có tặng cho Thư nữa nè, A Kiss of Bliss. Lúc mà mình thử store thì mình cảm thấy nó giống như là mùi trà sữa mọi người. Nhưng mà không phải là trà sữa nha, người ta là kiểu hương liệu bị cái đàng hoàng. Còn mình thì mình cảm nhận xong mình nói vậy thôi. Nhưng mà nó rất là cuốn, nó rất là kiểu nó trong trắng mà nó sữa sữa, mà nó cứ ngọt ngào sao á. Nó cảm giác cho Thư tưởng tượng tới cái hình tượng của ca sĩ Amy với mọi người. Cái mùi Kiss of Bliss này á, nó sẽ ấm hơn cái mùi Fra Fra Frum của Thư. Cảm giác nó ấm cúng nè, nó trà sữa nè.
Thư vẫn cảm thấy nó là trà sữa nha mọi người. Ok, cho nên là mọi người có thể tham khảo ha. Như Thư nói thì cái dòng này nó sẽ rất là đặc biệt. Nó sẽ dành cho những cái bạn có cái khuynh hướng thích thiên nhiên, sống về thiên nhiên, rồi kiểu như thích tĩnh tâm rồi nào các thứ á. Còn trường hợp nếu như mà Thư đi ra ngoài cà phê, cà pháo hoặc là đi gặp đối tác kiểu như là hoành tráng lớn hơn thì chắc chắn là Thư sẽ không có dùng cái chai này. Để cho bạn nào cần thông tin thì chai này sẽ có giá là 6.500.000 đồng. Bên cạnh đó thì bên Heligon tặng cho Thư rất là nhiều quà luôn. Đấy, mọi người xem nè, Thư sẽ được tặng hai cái lọ nước hoa dùng thử của Ben Halligan. Cái đầu tiên là mùi Kiss of Bliss, cái thứ hai là mùi The Favorite. The Favorite này là thuộc ở một cái dòng khác của Ben Halligan nữa. Nó sẽ mang một cái cảm giác giống như là wisdom hoàng gia, kiểu nó hơi kim loại một chút xíu. Và tặng cho Thư một cái khăn tay nè, dễ thương không? Ta-da! Thì cái khăn tay này có hình những cái chai nước hoa của Ben Halligan luôn. Để nhìn nó rất là wisdom á mọi người. Cái này giống như là đi mua cái cảm giác á mọi người, chứ không phải là mua nước hoa nữa. Ok, tiếp theo là một cái túi tote, một chai nước hoa mà tặng quá trời luôn. Đây là một cái túi tote nha mọi người, và một cái móc khóa charm rất là xinh luôn. Còn đây là cái túi này là cái túi để mà đựng của Ben Halligan luôn. Đáng lẽ là sẽ đựng chai nước hoa ở trong đây, nhưng mà tại vì mua trong Essential cho nên là mình có luôn cả hai cái packaging luôn. So, vậy là từ hôm nay những cái bạn mà đến xem Tarot offline cùng với Thư thì sẽ được nghe cái mùi hương nước hoa này. Chắc chắn là Thư sẽ dùng nó ở trong cái lĩnh vực xem Tarot của mình thôi. Thư là cái kiểu người mà hoàn cảnh nào là đồ đó đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Nếu như mà mọi người cũng có một cái gu như Thư thì có thể tham khảo qua cái dòng nước hoa bên Halligan này ha.